Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình là ông Phong đến từ Coi 68. Lại là một ngày thứ hai nữa có dịp được gặp lại các bạn trên số DeFi Discussion này. Nhưng mà số podcast ngày hôm nay là một số podcast rất là đặc biệt. Đặc biệt là về mặt thời gian, là đây là cái số cuối cùng trong một năm cũ để mà chúng ta có thể nhìn lại như một cái hành trình đã đi cùng với nhau cả với podcast cũng như là cả với thị trường. Và một điều đặc biệt nữa là bên cạnh gương mặt quen thuộc mà chắc các bạn cũng đoán được là ai, thì mình còn có một vị khách rất là đặc biệt, một người partner mà mình đã làm cùng với rất là lâu rồi. Nhưng mà đầu tiên thì chắc là để vị khách quen chào mọi người trước ha. Xin chào Nguyên. Ok, xin chào anh em. Thì chắc là mình cũng xin phép là không dài dòng nữa, để chúng ta có nhiều thời gian hơn để lắng nghe những chia sẻ từ vị khách mời đặc biệt tuần này. Và mình tin chắc là những cái chia sẻ của vị khách mời hôm nay thì chắc chắn sẽ mang lại cho anh em rất là nhiều giá trị ha. Thì đồng hành cùng với bọn mình ngày hôm nay thì sẽ có anh Lê Thanh, là founder của NITA. Thì xin chào anh Thanh ạ, cảm ơn anh Thanh đã dành thời gian sắp xếp tham gia với em trong số DeFi Discussion lần này. Dạ, cảm ơn Phong, cảm ơn Nguyên. Xin chào tất cả các khán giả của cái show podcast này. Mình là Thanh, founder của NITA, và rất vui được cũng như là được vinh hạnh được có mặt trong cái buổi podcast ngày hôm nay. Để chắc là khi mà phát hành cái số này thì nó cũng là cái số cuối cùng của năm Phong hả? Thì nó cũng là một cái cơ hội để mình có thể nhìn lại một năm đã qua, cũng như là bắt đầu mình có thể có được những cái chia sẻ cũng như là những cái mưu cầu cho một cái năm mới tiếp theo, và hy vọng sẽ là thị trường trong năm tiếp theo nó sẽ có những cái cơ hội mới mà trong cái buổi podcast ngày hôm nay chúng ta có thể trao đổi cũng như là chia sẻ cùng nhau. Dạ vâng, thì thực ra đây là số podcast thứ hai mà em có dịp được nói chuyện cùng với anh Thanh. Số đầu tiên thì cũng cách đây gần đúng 2 năm, cũng là một cái dịp cuối cùng của năm cũ, năm 2022. Thì đợt đấy thì nếu mà ai đã từng nghe thì em nghĩ là từ phía của em thôi, em nhìn thấy góc nhìn của em trước là em vẫn rất là nhớ những cái gì mà anh Thanh chia sẻ từ cái đợt podcast đấy. Anh có nói là cái podcast đấy, tính là tựa đề của nó vẫn là một cái thứ em rất là thích, đó là giữ tâm thế mở để sẵn sàng đón nhận cơ hội. Trong đấy Nguyên và anh Thanh có nói chuyện với nhau về những cái thứ về thị trường liên tục đổi thay, có những thứ mà ngày hôm nay nó có thể chưa đúng nhưng mà ngày mai thì nó lại phù hợp, có những thứ là ngược lại, những thứ mà bây giờ đang ở trên đỉnh thì theo thời gian thì nó không còn phù hợp nữa. Thì theo cái tinh thần đấy thì sau hai năm mình có dịp mà ngồi lại với nhau, thì anh, từ góc nhìn của anh Thanh á, là một người build sản phẩm, là một người làm rất là nhiều thứ với theo sát thị trường, thì anh Thanh có thấy là thị trường crypto cả thế giới cả Việt Nam luôn thì đã có những thay đổi lớn như thế nào? Đây là một câu hỏi rất là hay. Tôi đúng là rõ ràng là cái lần trước mà mình làm cái podcast này thì chắc đã gần 2 năm rồi. Thì trong 2 năm vừa qua thì gần như là nếu mà nhìn lại về market sentiment thì có thể gọi một cách nào đó thì 2 năm của khó khăn của thị trường crypto nói chung trên khắp cả thế giới, và đó là 2 năm mà thị trường chúng ta chỉ có đi xuống hoặc là đi ngang, đúng không? Rất là nhiều cái sự kiện không mong muốn đã xảy ra trong suốt 2 năm vừa qua, và cũng rất là nhiều team đã không may mắn đã phải bỏ cuộc chơi. Nhưng mà từ đó cũng là có rất là nhiều cơ hội mới được mở ra, và cũng rất là nhiều tay chơi mới đã xuất hiện. Thì từ góc nhìn của anh thì trong 2 năm vừa qua, đầu tiên mà có thể thấy được rằng là điểm mà mình nghĩ rằng là vui mừng nhất đó là cộng đồng crypto tại Việt Nam vẫn stay, vẫn ở lại, và thậm chí là còn phát triển hơn so với thời điểm trước. Và cái thứ hai nữa rằng là trong 2 năm vừa qua, cái số lượng những người mà người ta không bỏ cuộc và người ta vẫn ở lại với thị trường thì bây giờ người ta trở nên gọi là người ta đã hiểu hơn cái kiến thức, cái bề dày kiến thức cũng như là kinh nghiệm, trải nghiệm của họ bây giờ với thị trường nó đã trở nên sâu hơn rất là nhiều so với ngày trước. Thì và cũng như là cái đặc tính mà skin in the game của những cái người chơi này càng ngày nó càng tăng cao, cho nên là mình nghĩ rằng là cái cuộc chơi cho cái giai đoạn tiếp theo nó sẽ trở nên thú vị hơn. Bởi vì khi mà trong một cái cuộc chơi mà có nhiều người đều đã bắt đầu rất là nhiều kinh nghiệm thì cuộc chơi nó sẽ trở nên càng thú vị, đúng không? Nó đòi hỏi là bắt đầu là cái kinh nghiệm, kiến thức cũng như là kỹ năng của từng người nó càng ngày nó càng phải trở nên sắc bén hơn, và đôi khi nó là bản lĩnh nữa. Ở mặt bằng chung của thế giới á, thì mình thấy rằng là những cái xu hướng ngắn hạn nó đã
dần dần nó biến mất đi và nó quay lại những cái catalyst lớn nhất, ví dụ giống như là Bitcoin hay là Ethereum hay là những cái nền tảng Layer 1. Thì mình nghĩ đó là một cái tín hiệu mừng, cũng như là trong thời gian gần đây thì chúng ta thấy được rằng là Bitcoin ETF đã được phê duyệt, thì mình nghĩ rằng đó là một cái cột mốc lớn nhất trong 2 năm vừa qua. Mặc dù trong 2 năm rất là nhiều thứ khó khăn đã diễn ra, tuy nhiên là chỉ trong một cái khoảng thời gian ngắn gần đây thôi, chúng ta đã thấy được rằng là rõ ràng là Bitcoin cũng như là cái thị trường crypto này đã bắt đầu được đón nhận bởi những cái gọi là old money, những cái định chế tài chính cũ. Và mình nghĩ là sớm thôi chúng ta sẽ nhìn thấy được là một cái, khi mà tất cả những cái gọi là những cái dữ kiện, những cái điều kiện thuận lợi, những cái yếu tố gọi là đã chạm được, gọi là đã chín mùi, đã hồi tụ được, thì nó sẽ là cái thời điểm vàng của crypto để chúng ta nhìn thấy được một cái mùa xuân mới. Thì 2 năm vừa qua thì nó có rất là nhiều thứ xảy ra, nhưng mà nhìn chung lại thì mình nghĩ rằng là cái keyword lớn nhất đó là mọi người đã survive được, đã tồn tại được, đã phát triển để trở nên mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, và đã sẵn sàng cho một cái season mới, một cái chu kỳ mới nữa của crypto. Ok, thì chắc là mình đang nói về cái câu chuyện là những cái nó đã thay đổi và những thứ nó phát triển. Thì em có theo dõi những cái hoạt động phát triển gần đây của Nadia. Thì mọi người đã có một cái đợt gọi là rebrand, trước đây là coin 98 thì bây giờ là thành Nadia. Thì em rất là tò mò về câu chuyện mà nó từ những ngày đầu, những cái core value từ ngày đầu nó không thay đổi của coin 98 trước đây và Nadia hiện tại nó là cái gì. Dù có thể là cái branding nó sẽ hơi thay đổi một xíu, nhưng mà em muốn biết là cái câu chuyện mà mọi người muốn kể và nó không thay đổi xuyên suốt cái hành trình vừa rồi nó là cái gì. Thật ra thì khi mà nhìn lại cái thông điệp cũng như là cái sứ mệnh và cái ước mơ của đội ngũ NITA từ ngày đầu, lúc mà làm tiền thân là coin 98 và bây giờ là NITA, thì vẫn không có gì thay đổi cả. Trong năm vừa qua thì cái việc mà đổi tên thương hiệu từ coin 98 Finance trở thành NITA thì nó là một trong những cái nó support cho cái tiền đề và nó cũng support cho việc mà giúp cho cái việc đạt được cái ước mơ cũng như là những cái mục tiêu của mình trở nên nó gọi là nó thuận lợi hơn thôi. Còn về mặt hướng đi, về mặt gọi là ước mơ, về mặt gọi là những cái mong muốn, những cái mưu cầu của mình từ ngày đầu thì nó không có gì thay đổi cả. Ngày xưa thì bản thân anh thì vẫn hay nói về hai cái ước mơ lớn. Một đó là mình muốn ước mơ một cái sản phẩm nào đó của người Việt mà đứng trên đỉnh thế giới. Tất nhiên là mình phải cố gắng rất là nhiều, đúng không? Và thứ hai nữa đó là cái này thì nó lớn hơn, nó là một cái inspiration, nó là một cái nguồn cảm hứng lớn để mà thực sự những cái người tại NITA hiện tại đang làm việc hàng đêm, hàng ngày không mệt mỏi, nó chính là cái việc làm thế nào để mình kiến tạo ra được một cái thế hệ người Việt trẻ mới để tập trung và tức là có một cái tư duy mở một cái hoài bão lớn, có thể xây dựng được những cái doanh nghiệp toàn cầu gọi là phụng sự cho 8 tỷ người trên thế giới, và những cái doanh nghiệp đó bắt đầu từ tại Việt Nam. Và ít nhất thì trong cái nỗ lực của NITA có thể truyền cảm hứng được, cũng như là có thể tạo ra được những cái tiền đề, những cái sự hỗ trợ dành cho thế hệ trẻ mới này ở trong lĩnh vực blockchain và crypto. Thì những cái ước mơ đấy từ ngày đầu đến bây giờ thì nó vẫn không có gì thay đổi cả. Cái việc mà rebrand của NITA trong năm vừa qua thì nó tập trung nhiều vào cái rebranding của ở company level. Còn về product mọi người, về mặt sản phẩm mọi người vẫn để ý rằng là hiện tại thì đội ngũ của NITA vẫn sử dụng cái thương hiệu là Coin98 Wallet hơn là NITA. Còn NITA thì chủ yếu là thay đổi nhiều về mặt thương hiệu của công ty, là thương hiệu của tổ chức. Cái lý do mà tại sao mà mình đổi từ Coin98 Finance sang NITA á, thì nó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất đó là cái thương hiệu cũ khi mà mình dùng về mặt công ty á, thì mình dùng cái Coin98 Finance thì đôi khi người ta sẽ hơi bị nhầm lẫn giữa cái việc là phát triển, tức là đơn vị phát triển là cái Coin98 Wallet, cũng như là cái sứ mệnh làm thế nào để kiến tạo được một cái thế hệ người Việt trẻ mới khởi nghiệp và xây dựng được những sản phẩm toàn cầu xuất phát từ Việt Nam. Thì đó là một cái sự nhầm lẫn, tức là một cái confusion trong cái việc về làm phát triển về thương hiệu. Thứ hai á, đó là NITA mà bỏ bớt chữ coin thì nó cũng hướng tới cái việc nó trở thành một cái tổ chức về công nghệ, thiên về công nghệ nhiều hơn. Cái thương hiệu cũ thì mặc dù thì trước giờ thì mình vẫn tập trung nhiều vào yếu tố công nghệ thôi, tuy nhiên là
cái thương hiệu cũ nó làm cho nhiều người bị nhầm lẫn liên quan đến việc là mình bị thiên về cái yếu tố tài chính quá, thì đó là một trong những cái cũng là tụi mình cũng muốn cải thiện thêm cho cái mặt về mặt thương hiệu, tức là cái thông điệp ra ngoài mình muốn hướng tới cái việc là một thế hệ người trẻ mới làm sản phẩm và làm gọi là khởi nghiệp nhiều hơn là theo kiểu là mình không muốn đưa một cái câu chuyện nó quá liên quan đến tài chính và tiền bạc nhiều. Và cái cuối cùng nữa đó là 90A nó là một cái tinh thần, nó là kiểu là một cái set of principles, nó là một cái chuỗi những cái niềm tin, một chuỗi những cái niềm tin và cũng như là những cái tính cách, những cái đặc điểm của những con người mà mình tạm gọi là 90A builders. Họ là những người mà vừa là tài năng, có sức trẻ, có tinh thần cầu thị, đam mê học hỏi, chăm chỉ cần cù và có những cái giấc mơ lớn để mà và cùng nhau để mà chinh phục được những cái giấc mơ đó thông qua việc phát triển sản phẩm và mang những cái sản phẩm đấy ra thế giới. Và ít nhất là trong lĩnh vực crypto, đúng không ạ? Thì với những cái tiền thân như vậy thì mình cũng nghĩ rằng là cái việc đổi tên thương hiệu là một trong những cái mặc dù đã cân nhắc từ lâu, tuy nhiên tới thời điểm 2023 thì là một cái thời điểm đẹp, phù hợp để mà ra mắt được cái, tức là đó là thời điểm chín mùi để mà mình có thể làm được nó, như làm được cái sự kiện đổi tên thương hiệu theo một cách mà đội ngũ muốn nhất. Và cái cuối cùng thì nó hơi a bit gọi là thăm minh một tí, thì bản thân đội ngũ của 90A cũng nghĩ rằng là, và ngày xưa thì còn là niềm tin, còn bây giờ là hoàn toàn là tin tưởng chắc chắn nó sẽ xảy ra, đó chính là cái việc là blockchain hay crypto nó sẽ đi vào đại chúng thông qua việc mà Bitcoin ETF được duyệt, thì coi như là cái đó là nó là Bitcoin hoặc là cái ngành công nghiệp này nó trở thành một cái new asset class, nó trở thành một cái loại tài sản mới đối với toàn bộ định chế tài chính cũng như các quốc gia khác trên thế giới. Thì cái việc mà rebranding nó cũng là giúp cho cái thương hiệu của mình được dễ tiếp cận hơn đối với toàn bộ đại chúng, và đó cũng là một trong những cái nó giúp cho đội ngũ của mình có thể thực hiện được những giấc mơ nó trọn vẹn hơn, nó hoàn thiện hơn, và cũng là đúng thời điểm. Nếu như mà cái việc rebrand này thực hiện từ 2 năm trước thì ở thời điểm đấy chắc là đội ngũ Nike cũng chưa sẵn sàng. Còn thời điểm trong 2 năm vừa qua, với tất cả những gì đã làm được, với tất cả những gì đã chuẩn bị, thì sự kiện rebranding vào tháng 11 năm 2023 vừa rồi nó là một thời điểm, nó là một cái điểm hồi tụ, và cũng như là vừa là điểm hồi tụ để mà bắt đầu một cái hành trình mới lớn hơn, một cái thử thách mới lớn hơn, nhưng mà nó cũng rất là exciting. Yeah. Anh có nói đến một cái câu chuyện là Bitcoin nó đã được thông qua cái đề xuất ETF spot, và chúng ta cũng đã gọi là hướng đến một cái tương lai là mass adoption, và cái thị trường này nó sẽ đến được với những cái thao tác, những cái hoạt động hàng ngày bình thường của chúng ta. Thì có một chút hoài niệm đi, là cách đây 2 năm thì cũng có một cái câu hỏi dành cho anh Thanh là giữa mainstream và ẩn danh anonymous thì anh Thanh chọn giữa cái từ khóa nào. Anh Thanh giai đoạn đó thì anh Thanh cũng chọn cái từ khóa là mainstream, và khi mà 2 năm chúng ta nhìn lại thì có thể là chúng ta tiến thêm rất là nhiều bước để tiếp cận đến một cái tương lai mà có thể gọi là mainstream như vậy. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, trên cái thang đo là 1 đến 5 á, thì với cái mức độ mainstream hiện tại của thị trường thì anh nghĩ cái con số trên thang đo từ 1 đến 5 nó là số mấy? Và nếu như mà thực sự nó không đạt được tới cái ngưỡng 5 ở thời điểm hiện tại, vậy thì lý do tại sao thị trường nó chưa thể đạt được cái mức mainstream tối đa? Anh nghĩ rằng là cái ở thời điểm hiện tại thì nó chắc là nó chưa được 5 trên 10 đâu. Còn dưới 5 là bao nhiêu thì thực ra cũng rất là khó nói, nhưng mà một mặt còn lại thì mình có thể nói được rằng là tới bây giờ thì cái việc mainstream hay không mainstream nó không phải là câu hỏi nữa. Và bây giờ khẳng định là nó đã mainstream sau sự kiện là Bitcoin ETF, và nó đã được công nhận trở thành một cái asset class mới của cả thế giới. Như vậy là cái việc là sớm hay muộn và mất bao nhiêu thời gian để nó đến tới mainstream thì nó là câu hỏi đúng hơn. Và còn cái việc là tại sao mà bây giờ nó vẫn dưới 5 trên 10 theo ý kiến cá nhân của anh, thì nó sẽ rơi vào cái việc là để mà đại chúng được 10 trên 10 nó cần thời gian, và nó cần rất nhiều nguồn lực cũng như là rất nhiều cái coordination từ rất nhiều tổ chức và cá nhân. Và
cái điều này anh nghĩ rằng là trong vòng tầm 5 đến 10 năm nữa chúng ta sẽ đi đến đấy. Cái câu chuyện của mình là hãy nó giống như là trong một cái cuốn sách mà bản thân anh cũng rất là thích, tức là cái cuốn mà Bí mật của sự may mắn, thì trong đó nó có nói một cái việc, đó là khi mà tất cả những cái thứ bạn đã làm để mà có thể chuẩn bị cho sự thành công nó đã xong xuôi, tức là nó gần như nó check all the box, nó là làm đầy đủ hết rồi, thì đôi khi cái yếu tố còn lại chỉ là cho nó một ít thời gian để nó có thể thực sự là cái những cái hạt mầm mà mình đã gọi là mình đã gieo, nó sẽ có thời gian để nó phát triển thì và nó ra hoa, đơm hoa kết trái. Thì cái việc mà crypto vào mainstream bây giờ nó cũng như thế thôi, tức là bây giờ gần như là chúng ta đã gieo hạt và cái hạt này nó đã gần như là được confirm là nó sẽ vào mainstream rồi. Nó chỉ câu chuyện là bây giờ chúng ta thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả mọi thứ đều đã có đủ, chúng ta hãy cho nó một chút thời gian nữa để bản thân nó có thể đủ để có thể phát triển và nó đơm hoa được kết trái, và cái quá trình nó có thể là mất từ 5 đến 50 năm nữa. Nếu mà nhìn vào lịch sử của công nghệ thì chúng ta thấy rằng là những cái internet hay là những cái sự phát triển của mạng xã hội nó cũng đã phát triển tầm mười mấy năm cho tới khi nó vào được đại chúng là ít nhất. Thì mình nghĩ rằng là cái crypto từ cái thời điểm này chúng ta có thể cộng thêm 50 năm nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể đến đấy. Rất là nhiều cái công nghệ mới sẽ được tiếp tục phát triển cho tới khi nào nó đạt được tới ngưỡng gọi là đại chúng, và hãy cho nó thời gian thôi. Còn cái việc tại sao mà bây giờ nó chưa được thì rõ ràng là những cái yếu tố liên quan đến nền tảng, những thứ liên quan đến kiến thức, những thứ liên quan đến những cái trải nghiệm và những cái thông tin và được cần tìm hiểu, thì crypto và blockchain đối với tất cả mọi người, đối với đại chúng vẫn là một cái thứ gì đó rất là mới. Người ta vẫn chưa hiểu được cái concept mà kiểu mình lúc nào phải backup một cái wallet để mình có thể sử dụng đâu. Nên là hãy cho người ta thời gian và hãy cho chúng ta thời gian để chúng ta chuẩn bị. Và cái quá trình nó sẽ đến rất là nhanh thôi. Mình giống như anh nói đó là bây giờ cái câu chuyện không phải là if, mà bây giờ nó là when, đúng không? Là how, là làm thế nào để mà chúng ta có thể rút ngắn được cái thời gian để nó đến mass adoption nhanh nhất. Và mình cũng cho người ta thời gian, và mình cũng cho mình thời gian để thực sự cái hạt mầm đấy mà chúng ta đã ươm có thể đủ thời gian để phát triển cũng như là đơm hoa kết trái. Từ đó thì cái chia sẻ của anh Thanh làm em nhớ một câu, em không nhớ chính xác là ai nói câu này, nhưng mà đại nguyên văn tiếng Anh nó là luck is what happens when preparation with opportunity, là may mắn là khi mà cái thời cơ, nhưng mà mình phải chuẩn bị cho cái thời cơ đấy đúng lúc nữa. Thì cái chia sẻ của anh làm em nhớ đến cái chuyện này. Nhưng mà nhân dịp nói đến cái chuyện mass adoption, thì thật ra là trong cái sự kiện có 98 rebrand thì em cũng có thấy tất cả những gì mà team của mọi người đang chuẩn bị để làm được cái mass adoption đấy. Thì thực ra là cái mà em nhớ nhất là cái lúc mà giới thiệu về người dân card, về OneIT, về những cái giải pháp mà anh Vinh có demo một cái là gửi crypto qua địa chỉ email. Thì đúng là một cái mà cực kỳ ấn tượng trong thời điểm đấy, cũng như là về cái mà tên miền của bên mình. Nhưng mà em cũng có nghĩ về một cái chuyện là tại vì có quá nhiều người đang làm quá nhiều giải pháp đi, thì những cái giải pháp của mình nó sẽ bị phân mảnh á. Và khi mà nói đến mass adoption á, thì em cũng có nghĩ là mình sẽ cần một cái là network effect, tức là mình sẽ phải nhìn xung quanh, ví dụ như là xài social media chẳng hạn, mình sẽ không muốn xài một cái mạng xã hội nếu mà bạn bè mình, những người thân với mình không ai xài cái đấy cả, thì mình cũng không muốn xài nó làm gì cả. Em nghĩ là câu chuyện về ví dụ như về tên miền, về những cái giải pháp với crypto cũng tương tự đi. Thì từ phía góc nhìn của anh Thanh á, thì cái chiến lược để mà mình tạo ra một cái kiểu hưng mạng lưới, một cái network effect cho những cái giải pháp của mình là như thế nào, khi mà trên thị trường nó có nhiều người cũng làm những cái giải pháp nó đa dạng như vậy? Thật ra thì cái việc mà mình làm OneID nó đến từ nhu cầu của chính bản thân của mình trước. Thì bản thân mình là user, mình phát sinh cái nhu cầu đấy, mình sử dụng tất cả những dịch vụ khác và mình cảm giác được rằng là những cái đó nó không đáp ứng được nhu cầu của mình. Ví dụ bây giờ anh muốn send tiền cho Phong, anh muốn send tiền, anh muốn send crypto cho Nguyên, và anh biết cái ví của Phong hoặc là anh biết cái ví của Nguyên, nhưng mà cái ví đấy là một cái ví giả sử như trên Solana chẳng hạn, và bây giờ còn tự nhiên nó có một cái chain mới, xong anh muốn send giả sử như Injective chẳng hạn, và mình muốn send Injective cho Phong hay Nguyên, thì mình lại đi hỏi lại cái ví đấy một lần nữa vì nó hơi bất tiện. Thứ nhất. Thứ hai á, là đối với những cái giải pháp trên thị trường này á, hiện tại á, thì là crypto là một cái thị trường nó thay đổi rất là nhanh, và cái số lượng chain hàng ngày nó càng ngày được ra đời thì càng nhanh, càng nhiều, gọi là nó phát triển nhanh lên một cái mức mà những cái nhà mà phát triển về mặt infra vẫn chưa thể nào catch up được, vẫn chưa thể nào theo đuổi được so với tốc độ phát triển của các cái chain ở trên thị trường.
Và cái này nó cũng giống như Phong hồi nãy có nói một cái từ, nó là network effect. Thì là khi mà tất cả những cái công nghệ về trên này kia bắt đầu nó dần dần nó trở nên nó dễ để có thể launch hơn, thì cái việc cái tốc độ để người ta launch trên nhanh hơn so với tốc độ một cái protocol nó về về mặt namespace nó có thể support kịp. Nên là bản thân những cái đơn vị khác nó đang làm về cái giải pháp tương tự, họ cũng không catch up được kịp so với thị trường và so với nhu cầu của cộng đồng. Ở một mặt ngược lại thì là ở phía NITA thì tụi anh làm wallet, thì một trong những cái advantage lớn nhất là tụi anh có thể tái sử dụng lại được những thứ mà tụi anh đã support wallet. Thì NITA đã support được trên 80 chain rồi, có 98 wallet đã support hơn 80 chain rồi, và tụi anh tiếp tục integrate rất là nhanh. Như vậy rằng là những cái lần mà tích hợp như vậy với những cái SDK mà đã tập trung mà build những cái nền tảng, những cái hạ tầng mà đã build trong vòng 2 năm vừa qua, thì nó giúp cho cái việc mà mình hỗ trợ những cái chain mới nó cũng rất là nhanh. Và thực ra thì cái mình muốn lúc mà làm cái này thì mình chỉ nghĩ vào tập trung hai thứ thôi. Một đó là bản thân mình cần và những cái nền tảng khác chưa đáp ứng được. Thứ hai nữa rằng á, cuộc chơi này nó chưa ngã ngũ. Đây là một cái infinite game. Và cuộc chơi nó theo kiểu là sẽ là ai dừng lại trước thì là người đó thua trước. Nên là ngày hôm nay cái mà người ta đang dẫn đầu có nghĩa là người ta đang dẫn đầu trong cái cuộc đua đấy, nhưng không có nghĩa rằng là họ đã về đích. Và điều đó có nghĩa rằng là những tay chơi khác còn lại người ta vẫn cố gắng để người ta sáng tạo, người ta tiếp tục làm việc, người ta tiếp tục đưa ra những cái sản phẩm mới mà nó phù hợp với cái thị hiếu của thị trường, nó đáp ứng đúng nhu cầu của cộng đồng, thì sẽ càng ngày càng đón nhận thôi. Và biết đâu được trong vòng ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy như thế, nhưng mà trong 2 đến 3 năm nữa thì cuộc chơi nó lại hoàn toàn khác. Cho nên rằng là trong một cái infinite game, trong một cái cuộc chơi vô cực, một cái cuộc chơi không có hồi kết như vậy, thì cái việc làm thế nào để mà mình tồn tại được lâu nhất và làm thế nào để mình tiếp tục mình innovate, mình tiếp tục mình phát triển những cái tính năng để nó theo kịp được với cái thị hiếu của người dùng, thì cái điều đó nó quan trọng hơn là cái việc hiện tại mình đang ở đâu, hoặc là mình tập trung vào những cái tactic để mình có thể vượt được đối thủ. Tại vì một trong những cái mà bản thân anh hay là đội ngũ tân NITA cũng đã nhận ra đó rằng là crypto thực sự khi mà cơ hội nó đến và một cái xu hướng đến, nó giống như cái câu hồi nãy Phong cũng có nói đó là luck only happens when preparation meets opportunity, cơ hội. Thì khi mà cái cơ hội đến, rõ ràng mình là cái người mà đã có sự chuẩn bị sẵn sàng nhất, mà thì mình sẽ bắt được cái cơ hội đấy thôi. Và chúng ta nhìn thấy được rất là nhiều protocol đôi khi là người ta chỉ cần một cái cơ hội đến xong người ta boom, người ta trở thành top 1, đúng không? Và họ lật ngược toàn bộ thế cơ. Và có rất là nhiều câu chuyện đã từng như vậy. Và rất nhiều cái protocol hiện tại đang đứng ở trên top 1 trên thế giới bởi vì họ là người đầu tiên và bởi vì người họ là sẵn sàng nhất khi cơ hội đó đến. Có như thế thôi. Và thật ra thì đó chính là cái mục tiêu của NITA đối với OneID hay là với cả Social Login. Nó chỉ đơn giản là stay long enough in the game, be survive and innovative, và tới một lúc nào đó cơ hội nó đến, làm sẵn sàng nhất để khi mà cơ hội nó đến thì mình bắt nó và mình sẽ thay đổi vị thế của mình. Nhân dịp anh Thanh có nói đến khái niệm infinite game là một cái cuộc chơi vô hạn đó. Nó làm em nhớ đến, không biết là anh có nhìn nhận nó giống như là cái thị trường về smartphone này cách đây khoảng độ 10-15 năm đi, thì thời điểm đấy ví dụ như là từng có một thời Nokia rồi Motorola họ thống trị, họ dominate cái thị trường đấy, nhưng mà mặc dù là dominate như vậy nhưng mà vẫn còn những cái space, những cái innovation mà nếu mà các đối thủ khác họ nắm được về sau này họ có thể tiếp tục vươn lên. Thì cái anh Thành có nhìn nhận crypto nó giống cái game của build sản phẩm của crypto nó giống như vậy không? Nó chính xác là nó như vậy. Và thậm chí là cái velocity, cái tốc độ, cái gia tốc của nó thay đổi cũng như là phát triển, và cái tốc độ bị lỗi thời trong cái ngành này nó cũng rất là nhanh. Thật ra thì nói đâu xa, chúng ta năm 2020, nếu mà nhìn vào lại vào DeFi season của 2020-2021, chúng ta thấy rằng là yield farming ở thời đấy là một cái gì đó rất là premium, nó rất là kiểu nó là thời thượng, đúng không? Nó rất là trending. Và bây giờ thì người ta thấy nó rất là bình thường, người ta không còn thấy cái đó là kiểu nó là một cái premium, hay là người ta không nhìn thấy nó là một cái gì đó nó còn xịn sò nữa, mà người ta thấy nó cái đó rất là bình thường. Và thậm chí là bây giờ người ta còn đi nhìn vào những cái gọi là downside của nó. Nhưng mà cũng chính là cái đấy, cũng chính là cái topic đấy, cũng chính là cái xu hướng đấy, nó đã từng là một là kick off một cái DeFi summer. Hoặc là nói về GameFi, chúng ta đã từng nói về Play to Earn. Và mùa hè năm 2021 chúng ta đã thấy hàng nghìn game
là mày play chưa. Nhưng mà bây giờ người ta cũng chính, người ta nói về cũng chính là cái model đấy, và người ta nói về những cái downside nhiều hơn, và từ đó người ta mới tạo ra những cái model mới như hiện tại. Thì từ 2020-2021 tới bây giờ nó chừng mới chỉ có 3 năm thôi, và chúng ta lại thấy rằng là khi một cái xu hướng nó thay đổi và những cái dự án cũ họ không thích nghi kịp so với xu hướng mới, thì bây giờ chúng ta nhìn thấy họ đâu, họ không còn ở xung quanh chúng ta nữa, hoặc là hoặc là cái bảng xếp hạng bây giờ nó ra, ngày xưa họ đã từng đứng nhất, bây giờ họ đã tụt xuống về phía dưới rất là xa rồi. Đó là bởi vì gì? Đó là sự cố hữu, đó là sự cố chấp của mình, việc là mình cứ làm mãi một cái mà nó đã không còn cái mà được cả cộng đồng người ta đón nhận nữa. Thì cái tốc độ lỗi thời của công nghệ trong crypto nó xảy ra nó rất là nhanh, thành ra là làm thế nào để mình vừa phát triển nhưng mà vừa be humble, vẫn vừa khiêm tốn, vẫn vừa cầu thị để mà mình và vừa open để mà mình vừa giữ cho mình được một cái tâm thế mở nhất để mình học hỏi, mình tiếp thu những cái mới, thì đó là những cái mà anh nghĩ rằng là nó quan trọng hơn với crypto. Có một người bạn anh nói rằng là crypto nó giống một cái survival game hơn, tức là bạn as long as bạn sống lâu thì kiểu gì cơ hội nó đến với bạn. Thì thế bây giờ anh thấy nó đúng, tức là nếu như mà mình đi qua nhiều cái chu kỳ của thị trường mà mình để mà sống lâu được như vậy, rõ ràng là cái tính flexible của mình nó và cái tính open, cái tính mở của mình, cái tính linh hoạt của mình nó phải rất là cao thì mình mới đón nhận được những cái thứ mới. Tức là đôi khi những có những thứ mà mình đã nó đã từng đúng với mình, nó đã từng đúng với thị trường, nhưng đến một lúc nào đó bản thân mình phải đập bỏ cái quan điểm đấy đi để mà mình chấp nhận được rằng là cái này nó đã hết thời, để mình chấp nhận được một cái mới, mình bắt đầu mình unlearn nó, mình relearn lại cái mới. Thì cái đó khó, cái đó thực sự là nó đòi hỏi rất nhiều cái sự cầu thị trong việc học hỏi, cũng như là cần rất là nhiều cái sự bản lĩnh, đặc biệt là đối với những người đang ở đỉnh cao, là những người đang là cái gọi là dẫn đầu của những cái đúng mà cộng đồng đã từng một thời họ đã nhìn cái đấy như là một cái hiện tượng. Em thắc mắc là ví dụ như khi nào thì anh biết là một cái di sản nó cần được re-innovate, tức là mình thấy một cái thứ mà mình đã từng build nó, tức là mình rất là ưng ý, mình thấy wow, this is amazing, nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó mình phải đưa ra một cái quyết định là ok, phải đập hết đi và xây lại. Thì cái thời điểm đó với anh thì khi nào anh biết là nó sẽ đến lúc phải thực hiện những cái quyết định như vậy? Thì thường rất là dễ thôi, nó chính là cái outcome cũng như là bối cảnh. Thì thật ra nó có khi mà mình chọn ra một cái hướng đi, một cái chiến lược, đúng không, hoặc là khi mình phát triển một cái sản phẩm nào đấy, thì cái lý do mình phát triển cái sản phẩm đấy là bởi vì thứ nhất là đặt trong cái bối cảnh ở thời điểm đấy nó đúng, và thứ hai nữa rằng là cái sản phẩm đấy đặt trong cái bối cảnh đấy nó tạo ra được kết quả mình mong muốn. Và theo thời gian thì cái này là cái bản thân anh nhận ra được, đó rằng là bối cảnh của crypto nó thay đổi liên tục và nó thay đổi theo cái dynamic của thị trường. Và khi mà cái bối cảnh thay đổi thì cái giả định để phát triển sản phẩm mình nó cũng thay đổi, và do đó ảnh hưởng đến outcome. Và tới một lúc nào đó mà cái bối cảnh đó nó đã completely different, nó hoàn toàn khác biệt so với cái bối cảnh ban đầu mà mình đã giả định, thì lúc đó là bắt đầu mình sẽ cần phải review lại, mình cần phải đánh giá lại xem là cái việc phát triển sản phẩm của mình nó còn đúng hay không. Và lúc đó cái việc phát triển cũng như là thay đổi sản phẩm của mình nó phải dựa trên cái bối cảnh mới, bởi vì cái sản phẩm của mình nó đã từng có thể là hot, nó có thể đã từng là thời thượng và nó theo xu hướng của cái bối cảnh cũ. Tuy nhiên là cái sản phẩm nó không có xấu, cái sản phẩm nó cũng không phải là bởi vì nó tệ đi, cái sản phẩm nó cũng không phải là bởi vì nó có một cái gì đó nó không đúng cả. Nó đơn giản đó là thời thế nó đã thay đổi và cái bối cảnh nó cũng đã thay đổi, và cái bối cảnh mới nó không còn chấp nhận cái cũ đấy nữa, hoặc là cái sản phẩm đó là mình phát triển nó không còn nằm trong một cái hệ quy chiếu đúng nữa. Thì mình nghĩ rằng là lúc đó là mình sẽ cần phải đánh giá lại, và mình sẽ phải xem rằng là như vậy thì trong cái bối cảnh mới như vậy hiện tại thì cái sản phẩm này nó còn phù hợp hay không, và nếu mình vẫn tiếp tục phát triển tiếp thì mình nên phát triển như thế nào đối trong một cái bối cảnh mới như vậy. Và rõ ràng là với những cái giả định của một cái bối cảnh mới thì chúng ta sẽ có khi mà chúng ta nhìn vào kết quả, chúng ta sẽ biết ngay được rằng là như vậy là cái cách mình nghĩ về cái bối cảnh hiện tại là nó đúng hay sai. Anh có một cái tức là cái lúc mà rebrand lại Vixion á, thì anh Thanh có chia sẻ một cái dòng thuyết mà em rất là nhớ, đó là cái
sự hồi sinh của một cái thương hiệu gọi là huyền thoại của crypto Việt, thì cũng rất là tò mò là khi mà mọi người có thực hiện cái bước đi đó đó, thì có cái sự khác biệt gì trong việc là xây dựng một cái sản phẩm nó thiên về hạ tầng như Vision, và nó có cái khác gì so với việc là mình xây dựng một cái wallet hay không? Bởi vì wallet thường nó là một cái sản phẩm nó sát với người dùng hơn, còn Vision thì nó sẽ là một cái sản phẩm liên hướng là hạ tầng nhiều hơn, và tất nhiên là nó sẽ có những cái điểm thách thức khác nhau, thì không biết là cái sự khác biệt đó là gì anh ạ? Xây dựng một cái chain á, thì cái công việc của nó nhiều hơn và nó khó hơn rất là nhiều so với xây dựng một cái application như là một cái wallet. Thật ra thì làm một cái multi-chain wallet nó cũng rất là nhiều việc. Tuy nhiên nếu như mà so sánh với cái khối lượng công việc của Vision hiện tại thì Vision nó nhiều việc hơn nhiều. Lý do là bởi vì bình thường mình xây dựng sản phẩm và application á, thì mình chỉ để ý đến hai đối tượng thôi. Mình là người phát triển sản phẩm và những cái features số 2 nó chính là customers hoặc là user, là người sử dụng nó. Còn khi mình làm một cái sản phẩm về hạ tầng giống như Vision á, thì mình là nhà phát triển. Ngoài việc mình quan tâm tới việc user là những người sẽ sử dụng nó, mình còn phải quan tâm tới việc là những người sẽ phát triển những cái ứng dụng khác nằm trên nó. Thì lúc này nó đẻ ra hàng là N thứ khác mình sẽ cần phải chuẩn bị, và N các cái hạng mục về tính năng cũng như là về sản phẩm khác mình cũng sẽ cần phải phát triển để phụng sự cho những cái nhà phát triển mới họ lên họ build. Thì khối lượng công việc là huge, là nhiều hơn rất là nhiều. Tuy nhiên cái việc mà đến bây giờ thì bản thân anh vẫn nghĩ rằng là cái việc có được Vision trong hệ sinh thái của 90A nó vẫn là một cái quyết định đúng và sáng suốt. Và bản thân toàn bộ đội ngũ của 90A rất là vui mừng bởi vì có thể chào đón được Vision về với 90A. Vì nhiều lý do, thứ nhất là đó là Tomo chain cũ thì mọi người biết rồi, nó là một cái chain của người Việt đã từng được biết đến và được well respect ở trong giới phát triển của blockchain từ ngày 2018. Và nếu mọi người đọc lại lịch sử thì mọi người sẽ thấy được rằng là Tomo chain thậm chí là còn launch mainnet trước cả Polygon POS, là cái Polygon chain mà bây giờ mọi người đang dùng ấy. Đấy, thì tức là chúng ta đã từng đi trước rất là nhiều so với những cái quốc gia xung quanh, mà bằng một cách nào đó thì chúng ta đã bị không may bị mất cái traction. Cho nên là bản thân đội ngũ của 90A nghĩ rằng là làm thế nào để mình có thể phục dựng lại được một cái sức mạnh, một cái sự ảnh hưởng như vậy dành cho trong cái giới crypto trên toàn thế giới đến từ Việt Nam. Và ở cái thứ hai đó là Vision ở cái technology, cái công nghệ của nó là nó cũng khá là cái đội ngũ cũ của Tomo Chain, chỗ anh Long cũng như là các cái anh em khác là đã làm rất là tốt và tập trung rất là nhiều liên quan đến việc phát triển sản phẩm. Và do đó thì khi mà rebrand Vision thì những cái việc mặc dù khối lượng công việc nó cũng nhiều, tuy nhiên là gần như là rất là nhiều cái công việc trước đó đã được handle bởi team cũ của Tomo Chain, cho nên là mình cũng tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và công sức, và rất là nhiều cái ý tưởng cũng như những cái protocol hay đã được tích hợp vào bên trong chain. Ví dụ giống như là ngày xưa mình có TRC21, thì sau này khi mà rebrand thành Vision thì mình upgrade lên thành VRC25, một cái chuẩn mà cho phép mà nhà phát triển có thể là gọi là tài trợ phí gas dành cho user, cho nên user khi mà trải nghiệm sử dụng, người ta chỉ cần biết đến cái token mà người ta muốn send thôi, người ta không cần phải để ý đến VIC hay là những cái gọi là gas token khác. Thì cái đó cũng là một trong những cái mà nếu bây giờ mà mình phát triển thì mình cũng sẽ cần rất là nhiều thời gian để mình có thể sở hữu được những cái công nghệ như vậy. Và trong một cái cuộc đua mà thế giới nó thay đổi rất là nhanh, công nghệ nó chạy đua rất là nhanh, thì rõ ràng tốc độ cũng như là việc kế thừa lại được những cái thành quả đã phát triển trước đấy từ những cái anh em đi trước, đó là một trong những cái lợi thế mà mình nghĩ rằng là Vision đang cố gắng tận dụng. Nên là cái việc again đó là nếu mà nhìn lại thì năm vừa qua cái việc mà có mặt sự có mặt của Vision bên trong hệ sinh thái của 90A vẫn là một cái sự may mắn đối với hệ sinh thái của 90A, và hy vọng là trong 2024-2025 chúng ta sẽ thấy được nhiều cái gọi là sự phát triển nữa của nền tảng ứng dụng cũng như là hệ sinh thái nằm trên Vision. Nhân dịp nói về cái sự phát triển về những cái sản phẩm mới thì từ cái vị trí của một người business partner với team 90A thì em có thấy là
trong thời gian vừa qua mọi người phát triển rất là nhanh về cả layout sản phẩm, những cái sản phẩm mới cũng như là tăng rất là nhiều về nhân sự. Cái mà em có một cái điều mà em rất là muốn hỏi anh Thanh là trong cái việc mà nhân sự tăng nhiều như vậy, nhiều người giỏi về như vậy, nhiều sản phẩm phải take care như vậy, nhiều cái vấn đề như anh Thanh có nói, thì làm sao để mà mình có thể mình có cách nào đó mình trao quyền cho những cái nhân sự của mình để mà làm những cái sản phẩm nhưng mà vẫn mang được cái vision của người lãnh đạo là core team. Nhưng mà mình cũng em cũng nghĩ là anh Thanh chắc cũng không phải trực tiếp làm tất cả những cái việc ở biên chế đâu, chủ yếu là sẽ có mọi người take care, nhưng mà làm sao để mà mọi người làm mang được cái vision của mình trong những cái sản phẩm mà mình đang làm. Yeah, thì nói chung là anh nghĩ là communication cũng như là nói chung là văn hóa trao quyền vẫn là một trong những cái mình nghĩ là phải, cũng như là đào tạo, gọi là những cái mà mình dành nhiều thời gian và xuyên suốt. Thì ví dụ như trong 2 năm vừa qua là đội ngũ United cũng như là tức là những cái đợt mà restructure, mọi người ở ngoài thì người ta nhìn thấy được rằng là một cái rebranding đúng không, nhưng thực ra bên trong á, thì cái việc mà thay đổi về restructure nó đã diễn ra cũng là một cái khoảng thời gian rồi chứ không phải bây giờ mới xuất hiện. Cũng như là may mắn là mình có thể onboard được ngoài những cái người tài, những người mà gọi là seniors về trong cái chuyên môn của họ, thì mình cũng onboard được nhiều cái người managers cũng như là những cái leaders giỏi, thì bản thân họ cũng là những người inspire được teams để mà làm được những cái thứ nó breakthrough hơn, nó sáng tạo hơn, nó đột phá hơn so với có chính đảng của ngày xưa, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa rằng là nó xuất phát từ chính cái mong muốn của anh hay là của Sách Vinh hay là của toàn bộ đội ngũ của NITA để mà tạo ra được một cái tầng lớp nó gọi là một cái thế hệ trẻ mới, người Việt giỏi, vừa giỏi về chiến lược, vừa giỏi về execution, thực thi, vừa giỏi về kỹ năng và có một cái hoài bão ước mơ lớn, thì rõ ràng là chúng ta sẽ cần đầu tư rất là nhiều vào con người. Và ở NITA thì bản thân anh hiện tại là dành thời gian nhiều cho con người, nhiều hơn là dành cho thực sự là giải quyết từng cái việc một. Những cái việc mà giải quyết từng cái việc một hiện tại thì gần như là các bạn là những người thực sự làm nó hàng ngày và thực sự tạo ra nó hàng ngày. Còn anh thì hiện tại anh không có. Các bạn bây giờ là khi mà đụng vào từng cái kỹ năng chuyên môn á, họ giỏi hơn anh gấp nhiều lần. Nên không có nếu mà kêu mà để mà mình có thể execute được như vậy hay không thì bản thân anh không làm được. Đấy, nên là may mắn và biết ơn bởi vì có rất là nhiều anh em cũng như là các bạn talent đã cùng join cũng như là đồng hành cùng với sứ mệnh của NITA và nhiệm vụ của anh hay là của Sếp Vinh hay là của cả cái tập thể NITA là làm thế nào để biến NITA trở thành một cái môi trường mà các bạn trẻ này có thể vùng vẫy được, có thể tạo ra được những cái sản phẩm gọi là có impact cao, mang đến giá trị cho mọi người và làm thế nào phát triển nó, cạnh tranh nó với những cái sản phẩm khác ở trên thị trường. Và tập trung vào con người, tập trung vào những cái quy trình, tập trung vào cách làm sao để mà cả tổ chức vận hành, tập trung làm sao để mà coordinate tất cả mọi người vẫn đi theo một cái sứ mệnh chung. Đó là những thứ mà hiện tại anh đang dành nhiều thời gian nhất và anh nghĩ rằng là những thứ đó nó quan trọng, và những thứ đó thì nó mới cần mình hơn. Bởi vì những cái việc thực sự là nếu mà đi vào chuyên môn thì các bạn bây giờ đã làm giỏi hơn và giỏi hơn mình rất là nhiều rồi. Và đó chính là thực sự là cái mà mình đang muốn làm nhất ở NITA. Dạ vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Thanh. Thưa là hồi nghe anh Thanh nói em không để ý thời gian luôn. Chắc là tại vì podcast cũng dài rồi cho nên là đây sẽ là một câu cuối mà anh sẽ muốn hỏi anh Thanh. Thưa là hai câu. Là tại vì trong một năm rất là dài mình có nhiều thành công, thị trường rồi thiên thời địa lợi cũng ủng hộ mình, thì đối với cá nhân anh Hanh thì cái nếu phải chọn ra một điều mà anh cảm thấy mãn nguyện nhất trong năm 2023 và một cái kỳ vọng, một cái gửi gắm lớn nhất của anh trong một năm sắp tới thì hai điều đó sẽ là gì với anh? Thực ra mãn nguyện thì là một cái từ mà mình nghĩ nó cũng hơi chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng mà nghĩ rằng là nếu mà gọi là tạm hài lòng đi thì mình nghĩ rằng là biết ơn nhất là năm vừa qua mình đã dám bắt đầu.
Tại vì năm 2023 là một năm mình đã bắt đầu rất nhiều thứ vào đầu năm. Và đến bây giờ mình nghĩ lại là mình rất là may mắn, bởi vì mình bắt đầu nó từ đầu năm. Còn nếu như mình bắt đầu từ tầm tháng 7, tháng 8 mình mới làm thì chắc chắn mình không thể nào mình làm được những cái thứ giống như cả năm vừa qua mình đã làm. Nên là thực sự nếu mà nhìn lại thì mình nghĩ rằng là mình đã dám bắt đầu những cái việc đấy, mặc dù ban đầu thì mình không nghĩ mình làm được đâu, nhưng mà mình cứ đặt mục tiêu thôi, xong rồi mình cứ làm thôi, và bắt đầu nó càng sớm càng tốt. Thì thậm chí là cả cái việc mà ra cuốn sách chẳng hạn, thì lúc mà làm cái cuốn sách đó mình kêu ok, mình bây giờ mình khả năng mình có thể làm được, và mình làm cái này mình cho nó tầm 9 tháng đi, thì cái lúc đó mới nghĩ rằng đó là mình bây giờ mình làm thì cuối năm mình mới có. Cho nên là bởi vậy cho nên là năm vừa rồi là mình mới có thể có đủ thời gian mình làm được rất là nhiều điều tuyệt vời vào cuối năm. Tuy nhiên là tất cả những cái điều đấy đều bắt đầu từ rất là sớm, từ hồi tháng 3, tháng 4 là cả team đã bắt đầu làm rồi. Nên là đó là một trong những cái may mắn. Còn mong muốn và ước mơ cho năm 2024 cũng như 2025 là hy vọng là đội ngũ NITA sẽ tiếp tục được cái đà của 2023 để mà mình có thể tiến lên về phía trước. Cầu mong bình an, cầu mong cho tất cả mọi người có sức khỏe, cầu mong cho mọi người vững chí, bền chân, rồi cùng nhau làm việc chăm chỉ để mà hướng tới một cái season mới của crypto nó tuyệt vời hơn. Anh chỉ cầu mong là mình có thể có đủ thời gian cũng như là đủ cái sức để mà mình làm được tốt nhất những thứ mà mình có thể làm. Còn đạt được bao nhiêu thì tất nhiên là cái đó còn là cái trời cho, cũng như là cái may mắn, cũng như là tùy thuộc vào yếu tố thị trường nữa. Cái đó là những thứ nằm ngoài cái sự kiểm soát của mình. Tuy nhiên là những cái việc mình làm, những cái kết quả mình tạo ra, những cái công sức, những cái thời gian mình dành cho công việc cũng như là dành cho NITA hàng ngày, thì đó là những cái mình hoàn toàn có thể kiểm soát được. Và mong rằng là trong năm mới thì mình có thể làm được nhiều thứ hơn cùng với những người đồng hành của mình, và có thể cống hiến nhiều hơn, mang được nhiều giá trị hơn cho đến cộng đồng. Dạ vâng, cảm ơn anh Thanh. Thực ra đều là những điều rất là ý nghĩa, và thực ra là trong một cái buổi nói chuyện như này thôi, nhưng mà anh cũng hòa về rất là nhiều thứ, có rất nhiều thứ để cảm nghĩ cho thời gian sắp tới. Nhưng mà đến đây thì chắc cũng khá là dài rồi, nên là em cũng cảm ơn anh Thanh vì đã tham gia cùng với em và đã chia sẻ rất là nhiều thứ. Và chúc cho anh Thanh cùng với lại tập thể đội ngũ NITA sắp tới có thể đạt được những cái điều mà mình đã lên kế hoạch, mình đã chuẩn bị trước, và nhiều sức khỏe và có một năm mới bình an. Năm mới Tết đến thì cũng không có gì hơn ngoài việc là chúc cho tất cả các khán thính giả, chúc cho Phong, chúc cho Nguyên, chúc cho tất cả anh em đã đang và cống hiến làm nên cái podcast này là thật nhiều sức khỏe cũng như là thật nhiều bình an, và cùng nhau để hướng tới một cái năm mới thị trường trở nên tốt đẹp hơn. Và mong mọi người sẽ cùng nhau kiên trì và cùng nhau giúp đỡ nhau để chúng ta có thể đi được xa nhất trong cái hành trình crypto của mình. 2022-2023 là cái giai đoạn khó khăn nó đã trải qua, ánh sáng nằm cuối đường hầm đúng không? Thì bây giờ ánh sáng là càng ngày nó càng rõ hơn rồi. Hay mong là mọi người sẽ cùng nhau kiên trì và chúng ta sẽ cùng nhau tận dụng được cơ hội tốt nhất khi mà và sẵn sàng nhất khi mà cơ hội đến. Cảm ơn Phong, cảm ơn Nguyên đã cho anh có cơ hội được xuất hiện trong podcast ngày hôm nay một lần nữa để mà có thể cùng chia sẻ với mọi người về một cái hành trình mình đã đi qua, về những cái điều bản thân anh hay là bản thân Shipping hay là bản thân đội ngũ NITA đang cố gắng ngày đêm nỗ lực cống hiến. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hy vọng có thể là sẽ sớm gặp lại mọi người trong một cái chương trình mới. Dạ vâng. Cảm ơn anh Thanh rất nhiều ạ. Hy vọng là sẽ sớm có cơ hội để được tiếp tục trò chuyện cùng với anh Thanh trong một tập, có thể gọi là tập thứ 3 round 3 của series này. Và ok, xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với DeFi Discussion đến lúc này, và xin chào, hẹn gặp lại và chúc mừng năm mới.